Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Biến có buổi tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền các bang thuộc Úc do bà Rebecca Boyd, Phó Tổng lãnh sự Úc, Kim Tham tán thương mại và đầu tư cấp cao làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Biến thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế của thành phố trong năm 2022 và quý 1 năm 2023. Theo đó, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố đã có sự phục hồi mạnh mẽ. GDP năm 2022 tăng 14,05%, đứng thứ ba cả nước. GDP quý 1 đạt 7,12%. Thành phố tập trung phát triển các ngành dịch vụ thương mại chiếm 83%, nông nghiệp chiếm nhỏ và mong muốn kết hợp phát triển du lịch và nông nghiệp. Thay mặt đoàn tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Rebecca Bourne cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Đà Nẵng và vui mừng sự phục hồi nhanh của Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội sau đại dịch. Bà Rebecca Bourne đánh giá Đà Nẵng là thành phố xinh đẹp, trẻ trung với nhiều lợi thế để phát triển du lịch, đồng thời cho biết Hội thảo xúc tiến quảng bá nông nghiệp và giáo dục Úc năm 2023 tại Đà Nẵng sắp diễn ra là chương trình quan trọng nhằm tăng cường sự hợp tác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục của Úc được hợp tác đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng của thành phố. Đồng thời, đây cũng là sự kiện đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Úc. Bà Rebecca Boone hy vọng sẽ đạt được những hợp tác tại buổi hội thảo, đồng thời đặt mục tiêu sẽ mở rộng hợp tác với Đà Nẵng trên lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp.